Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh True Smart. Tôi là Vũ Quang Huy, kỹ thuật viên của hệ thống True Smart. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay thế màn hình iPhone 6. Trên tay tôi là chiếc điện thoại iPhone 6. Màn hình có hiện tượng là bị lỗi cảm ứng và có bị điểm ở đằng sau màn hình. Đấy, thì các bạn có thể thấy là máy đã bị chiếc điểm cảm ứng. Đấy, rất là khó. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay màn hình của dòng iPhone 6. Các bạn hãy cùng tôi làm theo hướng dẫn của video nhé. Đây là một chiếc màn hình của dòng iPhone 6. Các bạn có thể rõ đây là hai cái dòng cáp, một loại cáp cảm ứng và cáp hiển thị. Bây giờ tôi sẽ thay cái màn hình này vào bên trong của dòng máy iPhone 6 này nhé. Trước tiên tôi vẫn làm thao tác như mọi lần, đó là tắt nguồn. Đây là khu vực của màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái lồng sắt chắn màn hình này ra nhé. Các bạn lưu ý là làm bất cứ vấn đề gì ở trên dòng sửa chữa dòng điện thoại của dòng iPhone, các bạn nhớ là phải tháo chân pin đấy nhé, tránh ảnh hưởng chập cháy sang những cái bàn đệm khác. Sau đó ta tháo tất cả những cái chân connect. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy rõ được đây là cái chiếc màn hình đã được tháo ra từ cái máy, có rất nhiều hệ thống cáp. Đây là cáp vân tay này, đây là cáp cam trước này, và đây là hai cái cáp hiển thị và cảm ứng của màn hình. Bây giờ tôi sẽ tháo toàn bộ ốc ra để tháo những cái linh kiện không phải liên quan đến màn hình ra ngoài. Sau đó tôi sẽ đưa cái màn hình mới này vào và lắp trở lại là được. Khu vực dưới này, đây là cáp vân tay này. Khi các bạn tháo chú ý nhé, ở cáp vân tay đó là hết sức lưu ý, vì mỗi một chiếc máy ở dòng iPhone ấy là chỉ đi theo một cái cáp home, đó là cái cáp vân tay luôn, nên các bạn cẩn thận, tránh đừng để xảy ra hiện tượng là bị đứt hay là địch chọc vào, lấy banh chọc vào là sẽ ảnh hưởng gây ra hiện tượng như thế. Khi bạn tháo cáp vân tay, các bạn lưu ý này, giữ một điểm ở đây, sau đó các bạn có thể lấy móng tay cũng được, các bạn hơi dựa lên đó, các bạn thấy rõ không? Ra ở trên cáp vân tay này nó sẽ có một lớp băng dính rất là mỏng chặt ở đây, và ở quanh viền phím home cũng có, đó là lớp băng dính mỏng. Bạn nào có thể quen tay cũng có thể cầm cả cụm như này cũng được, không thì các bạn cũng có thể dùng một cách nữa, đó là dùng dung dịch 530, các bạn nhỏ một chút vào đây thôi, sau đó để một chút là nó sẽ tự động nó bong lên. Đây tôi sẽ làm luôn cho các bạn. Các bạn đặt mũi banh vào trong cái đường dẫn này ra, các bạn xin một tí thôi, bạn thấy rõ đấy. Sau đó các bạn nhả hai cái banh ra. Đấy, các bạn có thấy nước banh, nước 530 ra không? Đó. Các bạn chờ khoảng mấy giây thôi, lập tức sau đó nó sẽ tự bong. Sau đó các bạn lấy tay nhẹ nhàng kéo cảm giác, kéo nhẹ lên. Đó, các bạn có thấy một cái lớp con gì không? Xong bạn dùng ngón trỏ ở dưới đẩy cái mồm lên, lập tức là cái mồm sẽ tự bong. Đây là một cái cáp home vân tay của dòng iPhone 6. Tôi sẽ để nó gọn vào đây. Tiếp sau đó là tôi sẽ mở khu vực ở trên, đó là khu vực cam trước cùng với cả loa nghe. Tôi tháo loa nghe ra. Ở trên khu vực này thì các bạn cũng lưu ý giúp tôi, trên này có rất nhiều những cái cáp này, có rất nhiều liên quan đến cái chức năng, đó là cảm biến này, mic này, và cam trước tiếp xúc loa. Thì khi các bạn nào, các bạn hết sức lưu ý là ở trên này có một lớp băng dính rất là mỏng, các bạn đưa banh vào đây, khe đây này, ấy nhẹ ra dần dần, đấy, nhẹ ra, đó, nó sẽ ra luôn cả cái. Tiếp đó, nhẹ nhàng, nhấc, nó cũng lớp băng dính kèm, cùng với cả trên loa, các bạn nhấc ra. Đây là cáp cam trước. Tôi gấp cái cố định cam ra này. Và bước cuối cùng của trên cái màn hình này, các bạn có thể thấy rõ là nó là một, còn lại đúng duy nhất một cái cáp nối vân tay từ ở dưới này lên trên main máy. Bây giờ chúng ta sẽ tháo lốt nhé. Sau khi tháo đủ 6 ốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở hai bên sườn của màn hình,
chúng ta đặt đây, ở đây nó sẽ có một cái cáp, cái đường connect lên trên cái cáp này. Thì các bạn ở đây cũng mở, các bạn hết sức lưu ý các bạn cũng cho 530. Như tôi làm thì tôi còn cho 530. Một chút vào đầu banh như các bạn nhé. Sau đó các bạn nhả ra cho nước 530 chảy vào đây. Vì sao ở dưới này lại cũng có một cái lớp băng dính, nhưng mà băng dính của cái đầu connect này sẽ rất chặt hơn so với cả cái băng dính ở các vân tay ở đây. Các bạn đợi một chút. Khi làm của cái này có rất nhiều cái phương pháp các bạn làm, các bạn cũng có thể làm theo tôi. Tôi thì tôi quen tay, tôi có thể dùng hẳn dao mổ là cũng được. Không thì các bạn là không mới thì dùng cả banh. Nhưng mà các bạn lưu ý khi dùng điểm banh các bạn phải ấn sát xuống dưới. Nếu mà các bạn dùng ở lên trên nó có thể là sẽ rách cứa vào cái chân connect của cái dòng vân tay này. Thì lúc đó chúng ta bắt buộc là bị hỏng cái này, chúng ta bắt buộc là phải thay cả cái cáp này luôn. Đấy các bạn nhìn tôi thao tác nhé. Đây mà, đấy, bây giờ là nước 530 nó đang ngấm vào trong và sẽ rất là dễ. Các bạn ấn rất sâu xuống nhé, cứ ấn rất sâu xuống. Vì ở dưới này nó sẽ có một cái lớp, đó là một cái lớp sắt để nó bảo vệ cái cáp nó đỡ bị lỏng lẻo. Các bạn cứ ấn sát xuống. Đó, khi lên này, các bạn thấy không? Đấy, đó chính là cái sắt này này. Đây là cái miếng sắt, các bạn cứ ấn sát xuống nó sẽ ra được cả cái. Còn nếu các bạn không ấn sát nó có thể là cái sắt này sẽ nằm lại ở màn hình. Và cái connect này các bạn sẽ cảm giác như kiểu là nó sẽ rất là lỏng lẻo. Đấy, nó giữ để cho cái chân connect này nó chặt thôi. Đây là cái màn hình đã bị lỗi cảm ứng và bị lỗi hiển thị đằng sau. Phần qua tôi sẽ bỏ màn hình này đi. Và trên tay tôi đang là cái màn hình mới tháo máy, màn hình tháo máy của dòng Apple. Tôi sẽ lắp lại linh kiện lại toàn bộ và tôi sẽ thử cái màn này xem là nó có dùng được hay không các bạn nhé. Sau khi một vài phút tôi đã lắp hoàn thiện toàn bộ những cái linh kiện từ cái màn cũ sang một cái màn mới. Các bạn có thấy không? Tôi đã hoàn thiện. Tiếng home kêu này, đường này, không bị kẹt này. Bây giờ tôi sẽ thử vào mình này. Lắp cái chân connect này, màn hình này, các vân tay này, chiếc này, và tôi đóng chân pin vào. Sau đó tôi đợi, bật lên để đợi để tôi test màn hình. Sau một vài phút chờ đợi màn hình đã lên bình thường, tôi bắt đầu test. Cảm ơn OK này, các bạn có thể di những cái icon này. Trơn mượt không bị này, phản quang đều các góc, không bị vàng, không bị ố, không bị lỗi hiển thị. Càng trước càng sau. Bây giờ là chúng ta lắp lại những cái chắn pin chắn màn này. Các bạn lưu ý khi thay bất cứ vấn đề thì các bạn cố gắng đừng bỏ quên cái thiết bị này cả, bởi vì trên Apple người ta đã tính toán sẵn rồi. Khi các bạn bỏ những cái chắn pin này ra hoặc chắn màn ra, chẳng may máy của bạn bị rơi nó có thể tuột chân pin. Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn thay thế màn hình dòng iPhone 6. Chúc các bạn thành công. Có gì thắc mắc các bạn hãy comment phía dưới, chúng tôi sẽ giới thiệu và giải đáp những thắc mắc của bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.